Quý cô bác, anh chị thân mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 Con Giáp ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp đến, thay mặt cho ban biên tập chương trình, mình được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị năm mới. Một mùa xuân năm mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư giả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý các bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh minh đường tử vi chân thành cảm ơn quý bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, đúng tháng 1 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, tháng vạn sự cát lành, bao nhiêu vất vả của năm cũ đã qua đi, nay được đền đáp vàng xuân chối lóa, vận trình được quý nhân trợ lực, người thân trợ giúp làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiện hách, đón nhận nhiều vận may bất ngờ, đổi đời như ý. chấn động cuộc đời tuổi ất mão sinh năm 1975 đúng tháng 1 âm lịch năm giáp thìn 2024 được thần tài hậu ái ban cho lộc lớn vận số cực may cực đỏ làm đâu chúng đó may túi ba gang mang đi đựng tiền rau nứt đố đổ vách phát tài sau một đêm quý vị thân mến tổ tiên quan niệm rằng thiên đạo vô thân thường giữ thiện nhân ý rằng đạo trời không thiên vị bất kỳ ai nhưng thường giúp đỡ những người hành thiện chỉ có hành thiện tích đức mới có thể được phúc báo cải biến được số mệnh. Cuộc sống của chúng ta là chuỗi quá trình nhân quả, trong đó bất kể loại nào cũng không tách ra được khỏi quy luật nghiệp, nhưng trong cuộc chiến giữa số phận và ý chí, ý chí luôn có khả năng thay đổi tất cả. Ngược lại, cũng có những người liên tiếp gặp may mắn giàu sang phú quý, nhưng cuộc sống hàng ngày đã tạo tác nên nghiệp bất thiện, nên bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào cảnh nợ nần trắng tay khổ cực, sống có đức độ, át thắng số phận nghiệt ngã do nghiệp tạo ra và theo luận giải tử vi mới đây nhất của 12 con giáp có chỉ ra rằng, đúng tháng một âm lịch tới đây, con giáp tuổi Ất Mão sinh năm 1975 sẽ lội ngược dòng số phận của mình, khi được thần tài ban lộc, song lộc, phúc tinh cao chiếu, quý nhân tề tựu dẫn đường mà ban cho nhiều vận may vô cùng, chúng quả độc đắc, giàu có phát tài, tiền bạc ào ào kéo về như nước lũ, cuốn trôi đi sự vất vả nợ nần, nghèo khổ cả một đời, đổi lại là tiền tỷ cầm tay, nhà lầu, xe xịn, an nhàn sung túc khiến người người kính nể. Vậy, để biết được vận trình cụ thể của con giáp sẽ chuyển biến như thế nào trong tháng 1 âm lịch và làm sao để sớm nhận được những may mắn đó, thì ngay sau đây là luận giải chi tiết đến từ Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Quý vị thân mến, lúc hoạn nạn khó khăn chúng ta sẽ biết ai mới là người thật lòng với mình, người bạn thực sự không thể bỏ chúng ta mà đi. Còn kiểu bạn rượu thịt thì rồi sẽ bạc bẽo khi chúng ta rơi vào khó khăn mà thôi. Đến tuổi trung niên nhiều người nhận ra, muốn sống hạnh phúc cần có ba kiểu bạn bè bên cạnh người sẵn sàng lắng nghe những lời nói vu vơ của bạn một người mà chúng ta có thể yên tâm gửi gắm hết mọi cung bậc cảm xúc của mình thì đó mới chính là người bạn đáng tin cậy bởi họ chính là chốn dừng chân an toàn cho chính mình chúng ta hiện nay đang sống trong thế giới có quá nhiều người không ngừng nói và có quá ít người chịu dừng lại dù chỉ một phút để lắng nghe người quan tâm đến bạn chính là người chịu gác lại những bước chân vội vã để nhìn vào bạn và lắng nghe những điều bạn nói điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời chính là tìm được một người sẵn sàng lắng nghe những lời nói vu vơ của mình cho dù mình đang vui hay đang buồn người ấy cũng sẽ lặng yên để ở bên bạn trên đời này ai là người thực sự đồng cảm với bạn người dám nói thật lòng với bạn đôi lúc những lời phê bình và khích lệ đều có tầm quan trọng như nhau ưu điểm hay khuyết điểm đều đáng được học hỏi có một người luôn sẵn sàng nói những câu thật lòng với bạn thì chính là may mắn của cuộc đời bạn đừng đánh đồng những lời phê bình thành những lời đánh giá Mỗi khi ai nói bạn chưa đủ tốt đó chính là cơ hội của bạn, người chịu nghe lời thật lòng cũng không mất đi khí chất của mình, thuốc đắng dã tật và sự thật sẽ mất lòng, đừng lúc nào chỉ biết nghe những lời nịnh bợ rồi đánh mất đi chính mình. Người luôn ủng hộ bạn, lúc hoạn nạn khó khăn chúng ta sẽ biết ai mới là người thật lòng với mình, người bạn thực sự không thể bỏ chúng ta mà đi, còn kiểu bạn rượu thịt thì rồi sẽ bạc bẽo khi chúng ta rơi vào khó khăn mà thôi, kết bạn với người luôn lắng nghe, ủng hộ mình thì chắc chắn càng khiến bạn thanh thản hơn trong tâm hồn, kết bạn với người dám nói thật lòng sẽ giúp bạn thấy rõ được bản thân mình. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Trời sinh những người tuổi Ất Mão là người có cá tính mạnh mẽ, dường như họ có khả năng phi thường khi vừa có thể hoàn thành nhiều việc cùng một lúc, vừa làm việc nhưng bản thân vẫn đảm bảo sự thanh lịch và giữ được bầu không khí hài hòa xung quanh mình, dù đuổi theo mục tiêu những người tuổi mão vẫn tôn trọng giá trị truyền thống không chỉ có thế họ có cảm giác gắn bó chặt chẽ những giá trị này và họ cảm thấy vui hạnh phúc vì điều đó đôi khi họ dễ nổi nóng nhưng lại là người đức độ và có tài năng vốn bản thân họ luôn thích giữ thể diện nên hay bảo vệ cái tôi với mục đích tránh cảm giác bị xem thường với tính cách có phần ngang bướng này nên mặc dù không cố ý nhưng tuổi mão thường bị cho là người kiêu ngạo nhưng nếu có cơ hội để tiếp xúc họ nhiều hơn hiểu họ hơn bạn sẽ nhận ra tuổi mão rất tốt bụng trong khi đó họ cũng không cảm thấy bản thân mình kiêu ngạo vì thế không ít lần họ tự hỏi tại sao một số người né tránh tôi tôi dễ gần và thường niềm nở với họ mà với tính cách tuổi mão rất tích cực vì thế họ luôn có ý chí vươn lên mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh đồng thời họ cũng là người hiểu biết chịu khó học hỏi nhiều lĩnh vực khác nhau cùng với đó là thái độ tích cực tận tâm với công việc sẽ giúp họ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp của mình họ đặc biệt thích hợp với những công việc đòi hỏi sự nghiên cứu nghiêm túc và chuyên sâu để chế tạo phát minh ra những cái mới phục vụ cộng đồng nếu xác định được hướng đi đúng đắn ngay từ đầu họ có khả năng đạt được những thành tích nổi trội và trở thành người nổi tiếng đặc điểm chung của những người tuổi mão là họ khá thờ ơ đối với cuộc sống xung quanh họ dễ tính và ít để ý đến những tiểu tiết đơn giản trong cuộc sống thường ngày mục tiêu sống của họ là an toàn và không có xung đột họ sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi được theo đuổi công việc mình thích và có một cuộc sống êm ả thuận hòa. Đánh giá tổng quan vận trình tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Ất Mão âm lịch nhận thấy, cục diện tam hội đem tới một tháng khởi đầu năm mới vô cùng thong dong dành cho con giáp này. Lại thêm nguyệt lệnh lâm thai đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ ngày càng hanh thông. Vì vậy, những chú mèo có thể kê cao gối ngủ trong tháng này. Nhìn chung, những chú mèo không gặp bất cứ trở lực nào trong tháng, khởi đầu năm mới như vậy không tồi chút nào phải không, tuy nhiên để đạt được bước đột phá mới, đòi hỏi bạn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tin mừng tiếp theo sẽ đến từ phương diện tài chính, tài lộc ngày càng khởi vượng nhờ sự xuất hiện của chính tài trong tháng riêng này. Tuổi ất mão làm việc khá thành thơi mà nguồn thu không hề sụt giảm, thị trường đầu năm thường ít biến động, bạn có thể cân nhắc việc đầu tư ở quy mô nhỏ lẻ trước, đợi thời cơ làm lớn. Tham lam khiến bạn mất cả trì lẫn trài, nhưng ngay từ đầu tháng bản mệnh vẫn cần lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh tình trạng tiêu tiền như nước, rất dễ dẫn tới phá tài. Đào hoa trong tháng cũng có dấu hiệu khoe sắc tích cực, nhờ bách Việt chiếu mệnh, người độc thân vượng đào hoa, nhân duyên khác giới rộng mở, có thể tìm được một nửa phù hợp trong chuyến du xuân hay đi du lịch đầu năm mới, vợ chồng tuy có bất đồng quan điểm, nhưng biết chín bỏ làm mười giữ gìn gia đạo yên vui. Phương diện sức khỏe cần chú ý tới vấn đề ăn uống, những cuộc ăn nhậu, tụ tập trong kỳ nghỉ dài dễ gây ra các vấn đề về tiêu hóa, nên bạn thường bị đầy hơi, ăn không ngon miệng, nhiều người lại lười luyện tập khiến trọng lượng cơ thể tăng đáng kể. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Ất Mão 1975, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi năm 2024 âm lịch của 12 con giáp, đầu năm mới công việc của tuổi Ất Mão tiến triển thuận lợi. Dưới tác động tích cực của cục diện tam hội, tháng Bính dần này hứa hẹn sẽ vô cùng thong dong với đường công danh của con giáp này, lại gặp thêm tháng có Nguyệt lệnh Lâm Thai, đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ ngày càng hanh thông, vì vậy, những chú mèo có thể kê cao gối ngủ trong tháng này. Công việc trong tháng đầu năm không quá nhiều, nhưng nếu không làm tốt ngay từ bước khởi đầu này, vận trình cả năm về sau của bạn sẽ bị ảnh hưởng theo đó, thật may mắn vì mọi thứ đều tiến triển đúng kế hoạch, hầu như không có biến động lớn mọi thứ dường như đã vào đúng guồng bản mệnh cứ y kế hoạch mà làm ngưu sự không quá khó khăn nếu có ý tưởng hay dự án nào lớn bạn có thể cân nhắc triển khai trong thời gian này tỷ lệ thành công khá cao bên cạnh đó bách việt tăng vận đào hoa có lợi cho bản mệnh mở rộng và phát triển các mối quan hệ xã giao tạo bước đệm cho sự thăng tiến sau này mọi xui xẻo và bất lợi của năm cũ coi như đã qua năm mới nghênh đón nhiều niềm vui và may mắn nhìn chung những chú mèo không gặp bất cứ trở lực nào trong tháng Khởi đầu năm mới như vậy không tồi chút nào phải không? Tuy nhiên để đạt được bước đột phá mới, đòi hỏi bạn vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nên nhớ, luôn đổi mới và sáng tạo sẽ rút ngắn con đường tiến tới thành công của bạn. Xét phương diện tài lộc tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, theo đà công việc thuận lợi, tài lộc của người tuổi ất mão cũng khởi sắc hơn nhờ sự xuất hiện của chính tài. Trong tháng riêng này, tuổi ất mão làm việc khá thành thơi mà nguồn thu không hề sụt giảm, bản mệnh sẽ có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái. Nói chung không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, dù bạn là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh. Với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp, tháng đầu năm này khá phù hợp để bắt đầu, tuy nhiên, bạn vẫn nên tiến hành từ từ thăm dò thị trường một thời gian để hạn chế rủi ro, sau rồi mở rộng cũng chưa muộn, cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao. Với người theo nghiệp kinh doanh, thị trường đầu năm thường ít biến động, bạn có thể cân nhắc việc đầu tư ở quy mô nhỏ lẻ trước, đợi thời cơ làm lớn. Tham lam và vội vàng có thể sẽ khiến bạn mất cả trì lẫn trài, có điều, tiền kiếm được nhiều mà tiêu đi cũng không ít cho các kế hoạch đầu năm. Vì thế dù vượng tài mà tháng này tuổi ất mão cũng chẳng dành dụng được là bao, tiền vào cửa trước lại ra cửa sau do bao nhiêu chuyện cần phải chi tiêu do đó ngay từ đầu tháng bản mệnh vẫn cần lên kế hoạch chi tiêu cụ thể tránh tình trạng tiêu tiền như nước rất dễ dẫn tới phá tài muốn kích vượng vận tài lộc ở góc đông bắc trong nhà nơi có sao bát bạch chủ tài lộc cư ngụ người tuổi này có thể đặt một bể cá vàng hoặc bài trí thêm những vật phẩm phong thủy cầu tài lộc xét phương diện tình cảm gia đạo tuổi ất mão sinh năm 1975 tháng 1 âm lịch đây quả là một tháng may mắn với người tuổi ất mão khi chẳng những công việc và tài lộc hanh thông, mà phương diện tình cảm cũng đón nhận nhiều tin vui nhờ bách Việt chiếu mệnh đào hoa trong tháng có dấu hiệu khoe sắc tích cực. Đầu xuân vận khí thuận lợi, vạn sự tươi mới là thời điểm nhân duyên nở rộ, mang tới nhiều niềm vui và bất ngờ cho chuyện tình cảm, yêu đương nam nữ, hạnh phúc gia đình, đi đâu, làm gì con giáp này cũng dễ dàng hút sự chú ý. Điều này rất có lợi cho nhân duyên của người độc thân các tinh xe duyên giúp bạn mở rộng các mối quan hệ. Được nhiều người mai mối, dễ tìm thấy đối tượng phù hợp. Cũng có người có thể tìm được một nửa phù hợp trong chuyến du xuân hay đi du lịch đầu năm mới. Hãy mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới, để vết thương trong quá khứ ngủ yên. Có như vậy bạn mới sớm tìm được hạnh phúc đích thực. Cát khí từ sao Bách Việt còn có tác dụng hóa giải mâu thuẫn. Vợ chồng tuy có bất đồng quan điểm, nhưng biết chín bỏ làm mười. Qua đó vợ chồng càng thêm thấu hiểu và gắn kết, giữ gìn gia đạo yên vui. Nhìn chung, đây sẽ là một tháng yên bình cho những người đã kết hôn và một tháng tình duyên rực rỡ cho những người còn đang tìm kiếm tình yêu của riêng mình. Xét phương diện sức khỏe tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, tháng 1 âm lịch. Ở phương diện sức khỏe bạn hoàn toàn yên tâm khi bước sang tháng đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024, vấn đề thể chất không gặp bất cứ tình trạng nguy cấp nào, Mão Mộc được mùa xuân che chở, sức sống dồi dào, tinh thần phấn khởi hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Có điều, bản mệnh cần lưu tâm tới vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, những cuộc ăn nhậu tụ tập trong kỳ nghỉ Tết dài dễ gây ra các vấn đề về tiêu hóa, nên bạn thường bị đầy hơi, ăn không ngon miệng. Nhiều người lại lười luyện tập khiến trọng lượng cơ thể tăng đáng kể, tăng thể trọng vừa gây mất thẩm mỹ, lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật, do đó bạn cần kiểm soát tốt, đừng để tăng cân quá đột ngột. Việc đi lại, di chuyển trong tháng cũng khá nhiều, bản mệnh hết sức lưu ý vấn đề an toàn giao thông đề phòng tai nạn hay thương tật bất ngờ. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần tháng 1 âm lịch của người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Xem tử vi tuần 1, tháng 1 âm lịch. Trong tuần này người tuổi Ất Mão gặp nhiều may mắn, vận trình cũng tươi sáng hơn nhiều, tài lộc khởi sắc, cả chính tài và thiên tài cùng phù trợ. Hai các thần này bảo đảm cho con giáp tuổi Ất Mão có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải biết tiết chế ham muốn mua sắm, chớ vung tay quá chán, dù tài vận đang vượng, nhưng vẫn có điểm phá tài nhỏ do tiểu hao hung tinh chiếu mệnh. Tiền bạc có phần thất thoát hư hao, ra ngoài đường nên cẩn thận chú ý đồ đạc, tránh hớ hênh quá mức sẽ làm mồi cho kẻ xấu. Đường tình duyên có phần tốt dần lên, đào hoa khoai sắc, người độc thân nên tận dụng cơ hội này để tìm cho mình người tâm đầu ý hợp, đừng quá đặt nặng các tiêu chuẩn và gây khó khăn áp lực cho chính bản thân mình bản mệnh có thể đi từng bước một, bắt đầu bằng việc làm bạn và tìm hiểu về nhau trước khi đi đến mối quan hệ sâu hơn. Đầu tuần vận trình công danh sự nghiệp khá thuận lợi, các kế hoạch tiến hành trôi chảy, song càng về cuối tuần thì vận trình càng xa sút bản mệnh nên tập trung nhiều hơn vào công việc của mình. Thương quan cho thấy tuổi ất mão đang có nhiều mối tập trung khác thay vì chú tâm vào việc mình đang làm. Quý nhân, mùi, tuất, tiểu nhân, thìn, ngọ, màu sắc may mắn, tím, xanh, nước biển, con số may mắn 88 46 22. Xem tử vi tuần 2 tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Ất Mão tuần này cát khí vượng, giúp cho vận trình khởi sắc rực rỡ, đường công danh sự nghiệp tuy thăng trầm bất định, song chiều hướng phát triển vẫn khá tích cực, hứa hẹn những cầu vồng đa sắc sẽ xuất hiện sau trận mưa rào. Dịch mã tinh nhập cục cho thấy Tuổi Ất Mão thời gian này cần kiên trì và cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn thành công, theo đòi hỏi của công việc, bản mệnh cần đi lại, di chuyển khá nhiều, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng của con giáp này, song nếu vượt qua được thì sẽ đạt được những bước tiến mới. Tin vui nữa đến với bản mệnh chính là chuyện tình cảm có những khởi đầu tốt đẹp với người độc thân, khi hai người đã dần hiểu nhau hơn và có ý định tiến tới một mối quan hệ lâu dài, báo hiệu tương lai tươi sáng ngập tràn hạnh phúc lứa đôi với con giáp này. Về phương diện tài lộc thì càng không có gì phải lo phiền, khi mà thực thần đang tạo ra nhiều cơ hội cho tuổi ất mão gặp gỡ quý nhân, thì tiền bạc không lo thiếu thốn, cứ hết rồi lại có, bản mệnh khá mát tay trong chuyện đầu tư, tài lộc dồi dào, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Quý nhân, hợi, mùi, tiểu nhân, dậu, thìn, màu sắc may mắn, xanh da trời, trắng, con số may mắn, 19, 54, 83. Xem tử vi tuần 3, tháng 1 âm lịch với người tuổi ất mão thì tử vi tuần mới này lại cho thấy những tín hiệu hoàn toàn trái ngược với may mắn ngập tràn bản mệnh làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ đường tình duyên khởi sắc các cặp đôi tình cảm càng ngày càng thêm nồng nàn đôi lứa bên nhau thắm thiết không rời bách việt chợ đào hoa mang đến thêm hỷ sự cho con giáp này người độc thân thông qua mai mối giới thiệu có thể tìm được người phù hợp với mình để nên duyên đôi lứa tình cảm phát triển nhanh chóng nhưng người trong cuộc không chút lo sợ mà vô cùng háo hức về tương lai hạnh phúc đang chờ đón phía trước Cát khí vượng còn giúp cho tài vận phát triển với tốc độ chóng mặt, chính tài và thiên tài cùng hiệp lực, các nguồn thu bùng nổ khiến cho người tuổi Ất Mão cũng phải ngỡ ngàng khi khoản tiền trong túi mình sinh sôi nảy nở với tốc độ chóng mặt, bản mệnh có nhiều ý định muốn thực hiện với tài lộc đang có trong tay. Tuy nhiên, vận trình công danh sự nghiệp có phần bất ổn, cát khí chỉ đủ để nâng đỡ cho con giáp này vào thời điểm đầu tuần, còn từ giữa tuần trở đi vận trình giảm sút, bản mệnh gặp nhiều khó khăn khi thương quan gây ra nhiều chuyện khiến cho bản mệnh phân tâm và lơ là trong công việc gây ra nhiều sai sót quý nhân tuất dần tiểu nhân ý ngọ màu sắc may mắn xanh lá cây xám con số may mắn 80 72 26 xem tử vi tuần 4 tháng 1 âm lịch tử vi tuần mới của người tuổi Ất Mão có được nhiều may mắn trong tuần cuối cùng của tháng 1 âm lịch này bản mệnh tài lộc dồi dào đặc biệt là về thời điểm cuối tuần cát khí cực vượng thích hợp cho việc cầu tài đặc biệt tuổi ất mão có thể lợi dụng khoảng thời gian này để khai trương, mở cửa hàng hay mở rộng việc kinh doanh của mình. Tuy nhiên, đường công danh sự nghiệp trải qua nhiều bước thăng trầm, thiên ấn cho thấy con giáp này khá thành công trong việc giải quyết khủng hoảng, xử lý những vấn đề xảy ra bất ngờ, nên bản mệnh sẽ giành được nhiều sự ưu ái từ phía cấp trên, song số mệnh xoay vần, thiên cầu hung tinh gây ra nhiều sóng gió trong tuần này với người tuổi ất mão, họa thị phi bùng nổ, bản mệnh đang ngồi không cũng gặp họa, nếu không giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt thì dễ mắc sai lầm và dẫn đến những hậu quả khó có thể khắc phục được. Chuyện tình cảm khá bình ổn, không có nhiều dấu hiệu thăng hoa mà vẫn tiếp tục giữ ở mức hài hòa, hai người không mâu thuẫn gì lớn, nhưng cũng không thấy được lửa tình bùng cháy nên khó có thể đạt được bước tiến mới trong mối quan hệ, có lẽ cần thêm thời gian để đôi bên hiểu nhau hơn. Quý nhân, thìn, hợi, tiểu nhân, dậu, ý, màu sắc may mắn, vàng, xanh, con số may mắn, 08 23 96. Thưa quý anh chị tuổi Ất Mão 1975 cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi ất mão nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi ất mão. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Ất Mão nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1 để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo, cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024 tại nơi gia chủ sinh sống không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Ất Mão trong năm Giáp Thìn 2024 là: Kỷ Hợi 1959, tốt, Canh Thân 1980, tốt, Canh Dần 1950, khá, Nhâm Tý 1972, khá, Kỷ Tỵ 1989, khá, Nhâm Ngọ 2002, khá quý mùi 2003, khá, mậu tuất 1958, trung bình, đinh hợi 1947, trung bình, tân mão 1951, trung bình. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Ất Mão trong năm Giáp Thìn 2024 là Ất Tỵ 1965, xấu, Tân Sửu 1961, xấu, Giáp Dần 1974, xấu, Bính Thìn 1976, xấu, Quý Hợi 1983, xấu, Bính Dần 1986, xấu, Bính Tý 1996, xấu, Canh Thìn 2000, xấu, Bính Ngọ 1966, xấu, Quý Mão 1963, xấu. Bản mệnh tuổi Ất Mão nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ giao thừa đến 1 giờ sáng để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới về việc chọn ngày giờ sông đất. Theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng một Tết, tốt nhất chính là giờ tí lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà, thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá, hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an, hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng một Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui cát lành như ý. thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. sau giao thừa giáp thìn là ngày mùng một Tết có sáu khung giờ hoàng đạo. mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành. kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng một Tết giáp thìn 2024 Gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại An, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ. Tiểu Cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ. Tốc Hỷ, vui sắp tới. Cầu tài đi hướng nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình anh chị nhé. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau tốt cho mọi việc, vậy hãy cùng tìm hiểu xem trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gà, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tầm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì các lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch động thổ khai trương cưới xin cầu tài xuất hành hợp tác làm ăn ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch khởi công tạo tác việc gì cũng lợi tốt nhất là xây cất cưới gả chôn cất dọn cỏ phá đất gieo trồng lấy giống ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024 ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì các lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả xanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch động thổ khai trương cưới xin cầu tài xuất hành hợp tác làm ăn ngày 15 tháng 1 năm 2024 khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà dựng cửa trổ cửa nhập học đi thuyền làm thủy lợi tháo nước đảo mương ngày 16 tháng 1 năm 2024 ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc hành sự công việc trong ngày này át hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ thuận lợi ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến giữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Quý vị thân mến, cuộc đời này dài lắm, ai cũng cần phải nỗ lực cố gắng để có cuộc sống như ý muốn, hãy thử nghe lời Phật dạy để luôn có quý nhân trợ vận, hạnh phúc như ý nhé. 1. Sống không tham niệm. Sống không tham niệm cũng là một trong những lời Phật dạy về lối sống hạnh phúc, hãy luôn ghi nhớ trong lòng, tất cả những người đang ở bên ta đều có thể rời xa ta bất cứ lúc nào, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, chớ nên tham lam, mong muốn người khác luôn giúp đỡ mình. Người dù tốt với mình nhưng thời gian trôi đi, mọi chuyện đều có thể thay đổi, ngay như bố mẹ với tình yêu thương vô điều kiện với chúng ta cũng chẳng thể nào ăn đời ở kiếp bên ta để che chở, bao bọc cho ta mãi được, duyên phận hữu hạn, dài ngắn khác nhau, quý nhân lớn nhất của cuộc đời mỗi người chính là bản thân mình, quá dựa dẫm, tham niệm vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của người khác, mong ngóng quý nhân xuất hiện mỗi khi khó khăn mà không có sự cố gắng của chính mình thì chắc chắn sẽ có ngày rơi vào cảnh bơ vơ, hụt hẫng. 2 sống lương thiện yêu thương mọi người con người ai cũng có phần ích kỷ trong mình song con người cũng là giống loài biết tư duy nghe phật dạy làm người lương thiện là việc không cần cố gắng tiết chế tính ích kỷ của mình lòng lương thiện sẽ mạnh lên người có tấm lòng lương thiện luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người vì bản thân mình muốn thế sẽ luôn được mọi người yêu mến bản thân họ sau mỗi hành động tốt đẹp lại tích thêm được một phần công đức ông trời chẳng phụ người có công đương nhiên họ sẽ gặp được phúc lành sống lương thiện hòa đồng với mọi người sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế hơn mình, khuyến khích người khác làm việc thiện, lại khuyên giải, hướng thiện cho người có những ý định làm việc xấu, nghe lời Phật dạy, tấm lòng thiện lương sẽ khiến cho chúng ta tự tỏa ra ánh sáng cát lành, có quý nhân đi theo hỗ trợ trên đường đời. 3. Sống khiêm nhường. Sống khiêm tốn mới là đỉnh cao của sự hiểu biết, theo lời Phật dạy, con người ta sống trên đời phải biết học hạnh khiêm tốn, đó là đức tính mà ai cũng cần tu dưỡng, dù có cao sang quyền quý đến đâu mà khinh khi người xung quanh mình, chúng ta sẽ tự chuốc lấy nỗi khổ cho mình, vầng hào quang trên đầu cũng dần biến mất, nhưng khi học được hạnh lắng nghe, khiêm tốn, dù giàu hay nghèo thì cuộc đời cũng sẽ được thêm nhiều vầng hào quang bao bọc, quý nhân cũng từ đó mà ra. 4. Sống biết hàm ơn. Uống nước phải nhớ nguồn, con người ta không ai có thể trở thành người tốt nếu quên đi gốc gác, nguồn cội của mình, cũng sẽ chẳng có được phúc báo tốt lành khi quên đi người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn. Quý nhân có thể là bất cứ ai xung quanh chúng ta, là người giúp ta từ việc nhỏ nhất trở đi, ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha không bút gì tả xiết, đó là quý nhân đầu tiên của đời ta. Tiếp bước vào đời, ta được quý nhân là thầy cô chỉ bảo, giảng dạy cho ta, lại thêm quý nhân nữa là bạn bè luôn ở bên yêu thương giúp đỡ ta, biết ơn người từng giúp đỡ mình cũng chính là cách để thu hút vận quý nhân. Những người từng xuất hiện trong cuộc đời ta đều mang một ý nghĩa nào đó, hà cớ phải đi đâu xa xôi để kiếm tìm quý nhân. Năm Sống quyết đoán, biết hành động đúng lúc. Đừng nghĩ rằng ta chỉ có thể thành công khi có quý nhân trợ giúp. Theo lời Phật dạy, người chín chắn trưởng thành khi có ý tưởng tốt, đã suy nghĩ kỹ càng thì nên lập tức hành động. Chớ nên do dự đắn đo để lỡ thời cơ. Cách gặp quý nhân cực dễ, chính là bản thân bạn phải tự tin vào bản thân mình, dám nghĩ, dám làm thì khi đó sẽ dễ được quý nhân trợ giúp. Người chưa làm đã lo thua thiệt thì dù có quý nhân bên mình cũng khó làm nên chuyện. 6. Sống có khí phách Quý nhân sẽ ưu ái giúp đỡ những người có khí phách, bởi ở họ luôn toát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ. Quý nhân cảm nhận được rằng sự trợ giúp mà mình dành cho họ sẽ thực sự đáng giá và đem lại kết quả tốt. Người có khí phách có ý chí, có tham vọng, có ham muốn học hỏi để không ngừng tiến bộ vượt bậc. Họ không giấu rốt, không ngại thể hiện ra mình còn nhiều thiếu sót và bày tỏ tinh thần cầu tiến nên được quý nhân hỗ trợ. Còn với những người so đo tính toán, không kiên định dễ thay đổi, lại sợ mất thể diện thì dù có được quý nhân trợ giúp chưa chắc họ đã chấp nhận và vui vẻ làm theo. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.